Thưa quý vị, dù rằng chỉ tái hiện một phần thực tế qua phim trường ảo của trường Hậu Giang, và cũng bởi là phim trường ảo nên Xuân Hiền mới có thể di chuyển trên cao tốc như vậy để thưa chuyện cùng quý vị. Thế nhưng hẳn quý vị sẽ đồng tình với Xuân Hiền rằng, một khi xe đang lưu thông trên đường bình thường, chứ chưa nói đến đó lại là đường cao tốc, bất thình lình va chạm hay cán phải vật gì cũng đều vô cùng nguy hiểm, rủi ro. Nếu không may, thứ làm mình phải dừng lại đột ngột lại là những ổ gà ổ voi chi chít như thế này, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Như vụ việc gần đây, ô tô bị đá chăn nứt kính vì ổ gà trên cao tốc Long Thành Dầu Dây, hay cao tốc Nội Bài Lào Cai chăn chịch ổ gà ổ voi, nguy cơ xảy ra tai nạn. Lại nói về vấn đề tấp vội vào lề đường. Tấp vội vào lề đường, âu cũng lắm nhiều khê. Sau khi đưa vào vận hành chỉ chưa đầy 2 tháng, tầm tháng 3 năm ngoái, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận giai đoạn 1 gần chạm mức mãn tải, tức gần hết công suất khai thác. Dự báo từ các chuyên gia ở thời điểm đó, quá tải là điều chắc chắn trong thời gian ngắn sắp tới. Y như rằng tuyến cao tốc này cầm cự được đến giữa năm rồi thì chạm mốc mãn tải. Điều đáng nói là chỉ số về lưu lượng xe của cả năm ngoái vượt các chỉ số tính toán cho giai đoạn 2, những tưởng mới đạt được như vậy vào năm 2025. Nguyên nhân mãn tải được doanh nghiệp vận hành cao tốc này lý giải do thực hiện dự án theo quy hoạch và tính toán căn cứ vào mốc khởi điểm năm 2009, tức là cách thời điểm đưa vào vận hành 13 năm. Câu chuyện xài bản thiết kế cũ của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận chẳng phải trường hợp duy nhất. Dĩ nhiên đây chỉ là sự ví von. Chưa hết, điều bất cập không chỉ dừng lại ở việc nhân bản về khía cạnh này, còn bởi. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận giai đoạn 1 với quy mô rộng 17m, 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp ở hai bên. Mỗi chiều bố trí 6 điểm dừng khẩn cấp, mỗi điểm cách nhau từ 4 đến 5 cây số. Lưu lượng xe trên tuyến tầm 23.000 xe một ngày đêm, gần chạm mức mãn tải. Khi gặp sự cố, xe kích thước lớn đậu vào điểm dừng khẩn cấp, ló ra ngoài làn xe chạy một phần thân xe, rất nguy hiểm. Thêm nữa, tai nạn xảy ra, xe cứu hộ cứu thương cũng không vào cao tốc được do thiếu làn dành riêng. Tương tự, cao tốc Cao Bồ Mai Sơn đi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng phải chấp nhận bản thiết kế thiếu làn dừng khẩn cấp. Trên toàn tuyến chỉ bố trí các điểm dừng khẩn cấp đứt đoạn, không giải quyết được vấn đề lưu thông cho xe cứu hộ. Để gỡ khó trước mắt, trên tuyến có các đoạn quay đầu xe khẩn cấp để xe chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Các dự án chúng ta vừa điểm qua không phải cá biệt, không có làn dừng khẩn cấp, nhiều cao tốc chỉ có điểm dừng khẩn cấp như nơi mà Xuân Hiền đang đứng đây, thưa quý vị. Lý do chính, trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư còn khó khăn, nếu các tuyến cao tốc rộng 17m, 4 làn xe có làn dừng khẩn cấp liên tục sẽ tăng tổng mức đầu tư. Ví dụ cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận xây dựng làn dừng khẩn cấp liên tục trên toàn tuyến ở giai đoạn 1, tổng mức đầu tư sẽ tăng gấp 1,5 lần lên khoảng 17 đến 18.000 tỷ đồng, tức là thêm từ 5.000 đến 6.000 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư hiện nay. Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có quy mô cơ bản 6 làn xe, khu vực cửa ngõ các trung tâm kinh tế chính trị lớn, quy mô từ 8 đến 10 làn xe. Đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau 4 làn xe. Với dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, do nguồn lực nhà nước còn khó khăn, để phù hợp với khả năng cân đối vốn, chính phủ kiến nghị quốc hội đầu tư phân kỳ thương đội giai đoạn 1 là gần 730 cây số, quy mô 4 làn xe. Bề rộng nền đường 17m, giải phóng mặt bằng một lần theo quy mô quy hoạch. Tuy vậy, toàn bộ các yếu tố hình học kỹ thuật khác đáp ứng tiêu chuẩn đường cao tốc với tốc độ thiết kế từ 100 đến 120 km/h. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang Toản, nguyên chủ nhiệm bộ môn đường bộ Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, do nguồn lực khó khăn nên chúng ta tùy tiện biện lễ làm đường cao tốc 2 làn xe hoặc 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp liên tục. Việc này giống như châu Âu, Nhật Bản làm cao tốc trong thời kỳ đầu. Tuy nhiên, việc không có làn dừng khẩn cấp liên tục giảm tính an toàn của đường cao tốc. Do vậy, người lái xe cần kiểm tra đảm bảo tình trạng kỹ thuật của xe tốt trước khi đi vào cao tốc.
cần tập trung tuân thủ quy tắc giao thông để tránh va chạm, cảnh giác đề phòng những trường hợp xe phía trước hỏng mà không đạt được vào làn dừng khẩn cấp để tránh tai nạn. Còn đơn vị khai thác, tuần tra trên tuyến đường luôn chủ động phương án ứng phó để cảnh giới, cứu hộ xe gặp sự cố tai nạn trên đường nhanh nhất. Trong bối cảnh ở Việt Nam chưa có trực thăng chữa cháy, làn dừng khẩn cấp vẫn là giải pháp tối ưu nhất để lực lượng cứu hỏa tiếp cận đám cháy trên đường cao tốc. Trường hợp không có làn khẩn cấp, xe cứu hỏa có thể đi ngược chiều để tiếp cận hiện trường hỏa hoạn. Tuy nhiên, giải pháp này có nhiều rủi ro hơn việc sử dụng làn khẩn cấp. Dù người ví von, đường cao tốc thành tháp tốc. Theo giải thích của Bộ Giao thông Vận tải, các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 được xây dựng theo điều kiện khai thác với tốc độ 100-120 km/h khi hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trước mắt ở giai đoạn 1 này, việc đầu tư chỉ với 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp toàn tuyến nên chỉ được chạy với tốc độ tối đa là 80 km/h để đảm bảo an toàn giao thông. Song, trong phiên chất vấn của Quốc hội mới đây, Tư lệnh ngành Giao thông Vận tải cho biết từ đầu năm nay cho nghiên cứu các tuyến cao tốc xem tiêu chuẩn đáp ứng phù hợp thực tế chưa. Qua đó cho thấy các tuyến đường hiện quy định 80 km/h có thể nâng lên 90 km/h. Các dãy tốc độ lớn hơn như 100 km/h hay 120 km/h vẫn phải tuân thủ tiêu chuẩn quy chuẩn phụ thuộc vào yếu tố kỹ thuật của từng tuyến đường. Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh lại quy hoạch tiêu chuẩn đường cao tốc và trong quý 1 năm sau thay đổi tốc độ tối đa các tuyến cao tốc từ 80 km/h lên 90 km/h. Tại đất nước mặt trời mọc, nhiều tuyến cao tốc cũng với 4 làn xe, thậm chí chiều rộng chỉ 3,5 m hai làn mỗi bên, không có làn dừng khẩn cấp, vẫn cho tốc độ xe chạy tối đa 100 km/h, tối thiểu 60 km/h. Vấn đề then chốt đối với người Nhật khi tham gia giao thông là ý thức chấp hành luật rất nghiêm. Hầu như không có tình trạng xe chạy quá tốc độ, lấn làn, chở quá tải, nên rất hiếm khi xảy ra tai nạn, đường xuống cấp, hư hỏng. Hay ở Đức, hệ thống đường cao tốc liên bang dài 13.000 cây số, có một số đoạn không giới hạn tốc độ, chỉ một số khu vực như đô thị, đường có khúc cua gấp và nguy hiểm, thì người tham gia giao thông mới bị cấm chạy nhanh hơn 130 cây số trên giờ. Song, các tài xế vẫn phải chấp hành khoảng cách an toàn, giảm tốc khi phương tiện muốn rời khỏi đường cao tốc vào nút ra khác. Mỗi quốc gia có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau nên mọi so sánh đều khập khiễng. Tuy nhiên, những kinh nghiệm hay từ nước ngoài rất đáng tham khảo bởi Việt Nam đang tăng tốc đầu tư để giao thông đi trước mở đường cho phát triển.